Tư Nông Nghiệp Út Nhỏ xin kính chào quý bà con. Em đang đóng 11 can Amino Con Biển để ngày mai xuất đơn hàng cho khách em ở Trà Vinh nha mọi người. Đây, Amino Con Biển bên nhà em là hot hòn hột luôn nha. Một can như vậy á là cái ruột bên trong của nó là 22 kg nha mọi người. Cân nguyên cái can như vậy là gần 24 kg nha. Đó, một can như vậy thì mình pha được từ 6.000 cho tới 8.000 lít nước nè. Đó, cái can này á thì nó có humic nè, Winvic NAA hỗ trợ da rễ mạnh, tăng độ tới sắp rắc, hạ phèn, giải độc bắc lơ, giải độc hữu cơ cho mình nè. Đó. Và ngoài ra thì nó có amino Long Biển chung vi lượng, cho nên là vừa dưỡng cây, phục hồi rễ, nuôi trái, ok hết trơn nha cả nhà. Đó, nước rất là đậm đặc luôn. Đây, 11 can nha. Đây, 11 can chuẩn bị xuất đơn cho khách nhà em nè. Thì Amino Con Biển bên nhà em là mùa này mùa nắng nha mọi người. Mùa này mùa nắng thì mình tưới can này là đúng bài luôn. Bổ sung Con Biển rất là đậm đà, rất là mát cây. Đó, mát cây, mát bông, mát trái, chống sốc, chống rụng cho mình luôn. Đây, anh em nào mà mình sử dụng cho giai đoạn cây con hoặc là phục hồi sau thu hoạch, cần cho cái bộ rễ bung mạnh, bung đậm, bung chồi, xong rồi lá tơi xốp đất, thì mình kết hợp với cái dòng humic 7 nha mọi người. Phối chung với humic 7 để mình tưới là nó sẽ ok nhất. Còn nếu anh em nào mà đang dưỡng bông nuôi trái, đặc biệt là dưỡng cho cái trái nhanh lớn nè, thúc trái tròn đều trái nè, sữa tướng trái nè, chắc ruột nặng ký, đó, trái lớn nhanh, thì mình kết hợp với 3 số 21 bên nhà em. 3 số 21 bên nhà em ở trên đó đó mọi người, hợp 1 ký. Thì hợp 1 ký như vậy là mình sẽ pha được 800 lít nước nha, 800 lít nước. Đó, thì nó sẽ 3 số 21 là NPK cân bằng 3 số đều. Thì nó sẽ thúc đẩy cái trái mình phát triển một cách tròn đều, đều đặn, hạn chế méo mó trái, mặt cuốn, xanh gai, bóng gai cho mình luôn. Đó, lớn trái, bóng trái cho mình luôn. Đó, chắc ruột nặng ký, tăng thành chắc trái cho mình. Đây, Amino Con Biển nha cả nhà, 22 kg. 22 kg là mình tính cái thể tích bên trong thôi nha. Cân nguyên cái can này là 24 kg nha mọi người ơi. Rất là nặng luôn, rất là đậm đặc, rất là chất lượng. Đó.